Mến chào tai ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 19 tháng 3 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Trở lại bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Bức tâm thư xin lỗi của một nữ tướng phe Dân Chủ từng chống Tổng thống Trump khiến ngài đọc phải đắn đo suy nghĩ. Quý vị thân mến, vào ngày 15 tháng 3, Emily có đưa tin về việc tiến sĩ Naomi Wolf gửi một bức thư xin lỗi Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên thì nội dung bức thư chi tiết, bây giờ Emily mới có dịp để chia sẻ với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, bà Naomi Wolf được biết đến là một nhà trí thức, fast minute, tầm vóc lớn, một đảng viên Dân Chủ Mỹ cao cấp, từng là cố vấn cho các Tổng thống Clinton, Obama và các ứng cử viên Tổng thống Al Gore và Hillary Clinton. Và bà cũng từng chống đối Tổng thống Trump kịch liệt vì bà tin vào những gì truyền thông thiên tả nói và viết về ông. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 3, bà ấy bất ngờ công bố lá thư xin lỗi đến các người Mỹ bảo thủ. Văn phong cùng với các cách trình bày dữ kiện và lý do vững chắc cùng với lời xin lỗi thành thật khiến ai nấy cũng phải đọc để suy nghĩ. Emily xin được chia sẻ bản dịch của bức thư như sau. Thư xin lỗi đến những người bảo thủ. Đội ngũ của tôi đã bị lôi cuốn vào một hệ thống tuyên truyền viễn tưởng. Tiến sĩ Naomi Wolf, ngày 9 tháng 3 năm 2023. Không còn cách nào để né tránh giây phút này. Đây là thư xin lỗi chính thức của tôi, gửi những người bảo thủ và những người đặt nước Mỹ lên hàng đầu ở khắp mọi nơi. Thật là dễ bị cám dỗ để giấu nhẹm việc đối mặt với sự cả tin của chính mình, để tiếp tục không bao giờ thừa nhận rằng mình đã bị lừa, và kết quả là phạm vào sai lầm khi phán đoán. Những sai lầm này nhân lên hàng chục ngàn, thậm chí là lên đến hàng triệu người giống như tôi, đã làm tổn thương hàng triệu người khác như tất cả các bạn. Tôi nợ các bạn một lời xin lỗi toàn diện vì tôi đã tin vào rất nhiều lời nói dối. Và kết quả của những lời nói dối này và sự cả tin của tôi và sự cả tin của những người có quan điểm tương tự với tôi dựa trên những điều cơ bản sai lầm đã khiến cho danh dự của nhiều người bảo thủ bị hoang ố. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình khi chứng kiến những đoạn phim ngày 6 tháng 1 được Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy gửi cho nhà bình luận Tucker Carlson của Fox News công bố vào ngày 6 tháng 3 năm 2023. Trong khi những người kiểm chứng sự thật tuyên bố là thông tin sai lệch khi cho rằng Nancy Pelosi chịu trách nhiệm về vai trò của cảnh sát thủ đô vào ngày hôm ấy, thì thực tế cho biết là cảnh sát thủ đô phải chịu sự giám sát của Quốc hội Hoa Kỳ. Đây cũng chính là Quốc hội đã triệu tập Ủy ban ngày 6 tháng 1 và đã dùng hàng triệu đô la tiền thuế của người dân để biến cái ngày khủng khiếp đó và sự kiện bi thảm đó thành một thông điệp được sử dụng để bôi nhọ một cựu Tổng thống Donald Trump trở thành kẻ khủng bố. Không lẽ bất kỳ người nào biết suy nghĩ, cho dù họ là một đảng viên đảng Dân Chủ cả đời, lại không nhận thấy thượng nghị sĩ Chuck Schumer đã không nói với thế giới rằng đoạn phim mà ông Tucker Carlson phát hình là không có thật. Thay vào đó, ông ấy cảnh cáo rằng thật đáng xấu hổ khi Fox cho chúng ta xem những đoạn phim ấy. Cũng thật là kỳ lạ khi The Guardian cho rằng ông Carlson và Fox News mang tội lạm dụng một số video ngày 6 tháng 1. Chẳng phải báo chí muốn có sự minh bạch hoàn toàn đối với tất cả các sự kiện được công chúng quan tâm hay sao? Làm thế nào quý vị có thể lạm dụng một cảnh quay có thật từ một sự kiện liên quan đến quốc gia? Thưa quý vị, việc ông Carlson phát hình tài liệu ngày 6 tháng 1, tôi không thấy nó quan trọng đến nỗi chính phủ hiện tại cần phải giấu kín. Và Fox News ủng hộ sự tiết lộ tài liệu đó cho công chúng. Nó khác với trường hợp hồ sơ Ngũ Giác Đài bị tiết lộ trước đây như thế nào. Ngay từ đầu đã có sự khuynh loát truyền thông, đảng Dân Chủ và những phe cánh đã tường thuật về ngày 6 tháng 1 với vẻ khác thường thật mâu thuẫn. Một điểm mà tôi đã lặp đi lặp lại kể từ ngày 11 tháng 9 là nhiều sự kiện trong lịch sử vừa có thật vừa được thổi phồng. Nhiều nhân vật trong các sự kiện lịch sử là có chương trình nghị sự của mình, nhưng đôi khi cũng bị người khác sử dụng với chương trình nghị sự của riêng những người này, theo cách thức mà những người trước không hề hay biết. Bọn khủng bố và chủ nghĩa khủng bố dưới thời đại Bush là một điển hình. Vấn đề này vừa có thật vừa được thổi phồng. Những người yêu nước hoặc là quân nổi dậy tiến vào điện Capitol là một phần của sự kiện có thật và cũng bị người khác lợi dụng hoặc thao túng. Chúng tôi chưa biết liệu đây có phải là trường hợp của ngày 6 tháng 1 hay không, hoặc nó xảy ra ở mức độ nào. Cần phải có một cuộc điều tra thực sự về sự kiện này. Có những khía cạnh khác trong vụ ngày 6 tháng 1 mà tôi thấy bất thường ngay từ đầu. Tôi có nghiên cứu về mối liên hệ trong lịch sử giữa các tòa nhà công cộng như là Tòa Bạch Ốc và Điện Capitol với công chúng Hoa Kỳ.
Tôi theo dõi cách thức công chúng được chào đón hoặc là bị cấm vào các tòa kiến trúc này. Tự thân của Tòa Bạch Ốc và các bậc thềm của Điện Capitol luôn rộng mở cho công dân Hoa Kỳ và du khách của nước ngoài. Đó là những tòa nhà công cộng, sảnh đường của Quốc hội mở cửa cho công chúng. Vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể quan sát Quốc hội trong khi điều hành phiên họp. Đó cũng là lý do tại sao, thực sự, sảnh đường đã được xây dựng như nó vốn có. Bạn cũng có thể vào Điện Capitol, xuất trình giấy tờ tùy thân và thưởng ngoạn phòng triển lãm, mặc dù các trang web khuyến khích du khách nên tham gia các chuyến du ngoạn có hướng dẫn. Vé vào sảnh đường cũng được cấp cho du khách nước ngoài khi họ bước vào Điện Capitol. Nói một cách khác, việc những công dân đã qua kiểm tra an ninh được vào bên trong Điện Capitol, thậm chí cùng nhau đi lang thang trong các hành lang là điều bình thường. Mặc dù là họ cần có thẻ để có thể vào sảnh đường nếu muốn quan sát Quốc hội đang trong phiên họp. Điện Capitol không phải là không gian khóa kín dành riêng cho các nhà lập pháp, nơi chào đón công chúng một cách có trật tự. Chúng ta không nên bị khuyến khích để quên đi điều này. Bạo động ngày 6 tháng 1 và các biến chuyển tiếp theo, sau đó đã trở thành một điểm thảo luận của nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ. Nó có nguy cơ bị lợi dụng để biện minh cho việc đóng cửa hoàn toàn các tòa nhà công cộng đối với công dân Hoa Kỳ. Điều này sẽ tiện lợi cho các tên độc tài của bất kỳ đảng nào. Bỏ qua việc phổ biến các đoạn phim bổ sung vào ngày 6 tháng 1 và việc nó có thể hoặc là không thể thay đổi quan điểm của chúng ta về lịch sử Hoa Kỳ như thế nào, tôi cần phải nói lời xin lỗi vì đã tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện của các nhóm truyền thông cánh tả kể từ thời điểm nó được tung ra mà không cần đặt câu hỏi. Tất nhiên, những kẻ xông vào Điện Capitol bằng bạo lực hoặc là có hành vi bạo động bên trong đó, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng ngoài ra, bất kỳ ai trong khối lãnh đạo đã trình bày sai với công chúng về các sự kiện trong ngày hôm ấy để bóp méo sự thật phức tạp của lịch sử, họ cũng phải chịu trách nhiệm. Sau những sự thật về ngày 6 tháng 1, như đảng Dân Chủ dự định, nó sẽ trở thành đường rầy thứ ba. Một thủ đoạn được sử dụng để loại bỏ hoặc là tội ác hóa toàn bộ dân số, cũng như là những quan điểm chính trị khác với họ. Các thành viên đảng Cộng hòa Ôn Hòa và những người bảo thủ nói chung đã bị ám ảnh bởi câu chuyện do các đảng viên đảng Dân Chủ kể về những gì xảy ra vào ngày hôm đó. Vì vậy, một nửa đất nước đã bị hoen ố bởi sự chụp mũ và hiện nay có nhiều khu vực bị họ giả định là bao gồm những phần tử điên cuồng hỗn loạn, bọn người hèn hạ chống dân chủ và bạo lực mới nổi lên mà mục tiêu duy nhất của họ là giết chết nền dân chủ của chúng ta. Thưa quý vị, Cộng hòa và bảo thủ, tôi xin tạ lỗi. Tôi đã từng tin rằng những câu chuyện về máy tính xách tay của Hunter Biden là tuyên truyền của Nga, bởi vì hàng chục cựu quan chức tình báo đã nói như vậy và bởi vì Đại học John Hopkins đã nói như vậy. Tổng thống Trump đã trích dẫn cụ thể một máy vi tính xách tay có chứa các email được cho là của Hunter Biden. CNN FactCheck cho biết với nhiều dấu ngoặc kép. Tôi đã tin tất cả những điều này cho đến khi nó bị lật tẩy. Tôi đã tin rằng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã thông đồng với Nga cho đến khi sự khẳng định này bị ném đi. Tôi đã tin rằng Tổng thống Trump là sở hữu của Nga bởi vì nhóm truyền thông cánh tả đã nói như vậy. Tôi đã tin vào toàn bộ hồ sơ của Steele cho đến khi tất cả sụp đổ tan tành. Trên thực tế, có hay không một cuốn băng tiểu tiện khét tiếng? Tại sao không? Vì rất nhiều điều tồi tệ khác đã đổ lên đầu của người đàn ông này. Tôi đã tin rằng Tổng thống Donald Trump đã xúi dục bạo loạn Điện Capitol bởi vì tôi không biết rằng những lời khuyên của ông ấy đối với những người ủng hộ là hãy tập hợp một cách ôn hòa và yêu nước đã bị xóa khỏi tất cả các bản tin mà tôi đọc được. Vì những lời dối trá như thế trên các nhóm truyền thông cánh tả, những lời dối trá mà tôi và hàng triệu người khác tin tưởng mà một nửa cử tri của quốc gia chúng ta đã bị bôi nhọ và bị mất tính chính thống, riêng bản thân tôi cũng bị hướng dẫn sai lạc. Nó gây tổn hại cho quốc gia chúng ta khi các nhóm truyền thông cánh tả đặt lời nói vào miệng các tổng thống và cựu tổng thống và gọi họ là những kẻ phản bội hoặc là tội phạm mà không cần bằng chứng. Nó gây tổn hại cho đất nước khi mà chúng ta không thể phân biệt sự thật với những lời nói dối. Đây chính xác là những gì mà bọn độc tài tìm kiếm. Một cử tri không thể biết đâu là sự thật, đâu là sự giả dối. Và thông qua những lời nói dối, phân nửa số cử tri đã bị khước từ một cuộc tranh cử công bằng để có thể chọn đúng ứng cử viên. Tôi không thích bạo lực. Tôi tin rằng thủ đô của quốc gia chúng ta phải được coi là một nơi chốn thiêng liêng. Tôi xin lỗi vì quốc gia đã bị tổn hại bởi quá nhiều thông tin sai sự thật được đưa ra bởi những người mà tôi công nhận vào thời điểm đó. Tôi xin lỗi bộ tộc trước đây của tôi
đã tức giận với một nhà báo vì đã tham gia vào nghề làm báo. Tôi xin lỗi vì đã tin rất nhiều điều vô nghĩa, với ý nghĩ là nó không quá ít cũng như không quá muộn. Với quý vị bảo thủ, Cộng hòa và MAGA, tôi xin tạ lỗi. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán thính giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.